vậy yeah. Sư thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng giêng hai chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng và học đến thật 210 có một câu rất là hay quý vị niệm ai Chia đạo phật tâm vui vẻ hiệu quả trị liệu lớn tâm quan hỷ biết ơn dinh dưỡng cao đây là một trăm phần trăm nếu như người nào quý vị thường niệm phật và mỗi buổi sáng quý vị dụng công tu thờ mỗi buổi tối vì tu thờ vì sẽ cảm giác cũng như bữa nay chúng ta cộng tu bên chùa mớ sáng nay những đức cùng với mấy anh em trong phòng như đức bật cái máy nhỏ xíu niệm phật đeo cổ đi lên thôi ngay cái điệu lễ phật bốn chữ vì khi lễ đâu khoảng bốn phút những đức với ba chú lễ phong 40 phút Tại vì cái máy này nó không có cái thời gian mà 45 phút Mà là nó nó, nó cứ lễ hoài vậy đó Lễ được bao nhiêu lễ Cái máy nhỏ này nè Thì những đức thường áp dụng Ở trên phòng là những đức bật cái cái điệu lễ Phật bốn chữ Rồi bắt đầu là vừa bật lên là những đức quỳ xuống Cái tiếng keng lại xuống keng đứng lên Rồi từ đó thì sao cứ theo nhịp cái lễ mấy vị biết lễ rồi công nhận cái điệu bốn chữ này nó hay những đức nói với hàng Phật tử khắp nơi nơi chứ Cứ áp dụng cái điều bốn chữ này Tại gia đình mình đi Những đức nói nếu như cho những đức chọn Nhất định những đức sẽ áp dụng cả đời luôn Cái điều lễ Phật bốn chữ Nó cực kỳ hay luôn Mà lễ nó khỏe làm sao đâu quý vị ơi à. Con người quý vị mới ngủ thức gì nó, nó nó, nó mệt mỏi nó nặng nề Hoặc là nó Nó, 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 thiếu năng lượng Thí dụ đi Thường mình ngủ thức dậy là người mình ưa nó, nó quỷ quải hiểu chưa quý vị chỉ cần mà lễ vật niệm vật lễ vật một thờ thôi con người hoàn toàn nó phấn trắng là những đức nói như thí dụ như chủ nhật cái gì đi mà thức dậy mà giảng pháp liền đi nó không bao giờ bằng mà mình phải lễ vật một thờ phải lễ vật một thờ mới được thì con người làm như nó tích tụ cái nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm quý vị à thì cái câu này dạy rõ ràng niệm ai với đào phật tâm vui vẻ của Hiệu quả trị liệu lớn tâm quan hỷ biết ơn Dinh dưỡng cao Có nghĩa là người bệnh đau bế tắc gì Chỉ cần niệm ai với đạo Phật này là hiệu quả trị liệu lớn Rồi tâm quan hỷ biết ơn thì dinh dưỡng cao Nên tất cả chúng ta có thể nghe Phật Pháp mà tâm vui vẻ biết ơn được Là vì mình biết Mỗi một con người đi đến cái cuộc đời này Từ đòi nợ trả nợ Báo ơn báo quán bốn cái mối quan hệ này nó chiêu cảm khi gặp nhau trong cuộc đời này thí dụ như mình thiếu nợ người ta thì người ta sẽ đòi nợ mình còn nếu như người ta thiếu nợ mình thì nhất định ta đến để trả nợ cho mình còn thiếu ơn nghĩa thì người ta đến trả ơn nghĩa còn nếu như mình thiếu quán thù thì người ta lại ta đòi quán thù bốn cái mối quan hệ này giữa con người đến với con người là chiêu cảm từ nhân và thành quả nhớ nên cái người mà nghe Phật pháp cái người mà học Phật của chúng ta cái tâm trạng của người mình phải thường vui và cái thường thông suốt những cái việc bế tắc nhớ nghe về thường vui và phải thường thông suốt những cái việc bế tắc trong cuộc đời này trong cuộc đời con người chúng ta bất cứ một sự mất mát gì trong cuộc đời chúng ta nó cũng có thể xong rồi cho nó qua nhưng có một cái mất mát trong cuộc đời chúng ta Mà chúng ta phải điều chỉnh lại Đó là cái gì? Đó là mang tâm nặng nề khổ đau Những cái việc đã qua kéo lại Làm mình phải khổ đau Nên cái công đoạn này rất là hay dạy nè Học Phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau Đừng trách móc, đừng tự tìm phiền não Vì như vậy là chúng tên liên tục Rất là hay đúng không? Học Phật là Học trí tuệ để, để xử lý khổ đau Mỗi một người chúng ta Mỗi ngày nghe Phật Pháp Học tập gì Phải xử lý những vấn đề khổ đau Thí dụ như việc hôm qua hay việc đã qua mới thì Nó đã như thế nào đi chăng nữa Mình vừa gặp sự cố gì đi chăng nữa Bản thân mình vừa nặng nề Buồn phiền gì Thì bắt đầu là mình hồi quan phản chiếu Nhìn nhận lại Nhưng quý vị biết Câu vật hiệu này khi vị niệm lên Trong câu vật hiệu này Có cái bổ nguyện di đà Có một cái trí tuệ vô lượng không thể nào diễn đạt Từ trong câu vật hiệu Quý vị niệm ra Câu vật hiệu này có một sức mạnh Vô cùng quá giải Cái tâm trạng nặng này đó Khi bỏ câu vật hiệu vào Những đức nói vị niệm Phật đến một ngày nào Đến một trình độ nào Thì vị biết rằng tất cả sự khổ đau nặng nề Bực bội khó chịu cái gì Vì chỉ cần niệm Phật lễ Phật một thời thôi là tức khắc quá giải liền tại vì sao vì trong tâm mình có vật hiệu nó nhiều quá nhưng mà cái nghiệp duyên nó cũng không ít nên nó đụng cái nghiệp duyên của người mình dễ mê mờ nhưng vừa bỏ có vật hiệu vô tức khắc quá giải liền thì quý vị biết rằng quay lực niệm vạn đức hồng danh không thể nghĩ bàn quý vị có ngồi tư duy suy si nghĩ gì đi chăng nữa cũng không thông suốt được mà niệm ai với đà phật lễ ai đạo phật thì quá dài chính những đức làm việc trong ngôi tam bảo thấy rõ ràng luôn chính những đức làm việc trong ngôi tam bảo thấy rất rõ ràng quý vị, à. nên con người mình tu học viết rồi mình hiểu về định luật nhân quả, nên cái người mà hiểu định luật nhân quả giống như mình vô tình, thật sự là hữu tình chứ không phải vô tình. nên những đức ở trong ngôi tam bảo bây giờ rất nhiều phật tử khắp nơi quý vị biết những đức, nên những đức nhắc quý vị một điều này, gian bản thân những đức ở trong ngôi tam bảo, những đức làm việc Giúp tất cả chúng sanh những người hữu duyên Những đức không nói đến cái chuyện người thân hay con cháu những đức Con thì không có Có cháu, có người thân Tất cả Phật tử khắp nơi nơi phải nhớ cái điều này Đừng bao giờ nói rằng người thân của tôi khổ, nghèo gì đó Hoặc là cháu tôi cái việc gì, việc gì nó nhờ bị giúp đỡ này kia Tất cả những sự việc này quý vị nhớ Quý vị làm, quý vị gán chịu còn việc của tôi tôi không có dính dáng vô cái chuyện đó Quý vị nhớ cái câu là Cuộc đời của những đức đi tu đã hiểu rồi Dù người thân mình cũng không bằng Cái người xa cái lạ mà ta vô đây ta ở chung với mình Ta cùng chung tay với mình làm những việc Ý nghĩa trong cuộc đời nó bình tĩnh suy nghĩ đi Có khi người thân mình Nó giúp cho mình đi tạo nghiệp Nó ghi mình để chìm xuống nhưng người xa kẻ lạ lại cùng chúng tay với mình Để năng mình lên Thì bị chọn ai Nhà Đức nói đây là nói câu thí dụ á Nên cái việc mà người thân những Đức Mà nói cái chuyện Nghèo khổ gì mà nhờ giả là cái chuyện này Vì miễn bàn đi Mà còn phải báo những Đức biết nữa. Còn cái việc mà Nói mà khổ cái gì có gì mà nhờ giúp đỡ nói Quý vị hãy nghe ông thầy ông giảng Ông nói rất rõ ràng nên Hà Phật tử mà hiểu được nguyên lý này rồi Thì không bao giờ nói cái chuyện Người thân của thầy hay ai ai Dù người xa cái lạ ở trong chùa này khổ Mình giúp đỡ là do họ tu hành Cơm ăn áo bằng cuộc sống bình yên tu hành cầu giải thoát Vậy thôi Còn cái chuyện tiền bạc vật chất Mà nói về cái chuyện mượn tiền mượn bạc này kia Là tuyệt đối chuyện chùa chuyện mình bị, bị, bị miễn đi Miễn Mì, cái chuyện này đi đừng có đụng vô vậy thì tức khắc tất cả các điểm chùa chiền chúng ta không có dính dáng gì này hàng phật tử phải nghe cho rõ ràng nghe phải nghe cho rõ ràng đó đụng vô những việc mà ngoài tam bảo thì bị không có công đức còn có tội có người hỏi như đức một câu thí dụ như một người thiếu nợ thiếu nặng gì bài bạc gờ bạc mà họ bây giờ họ sắp sửa bị người ta giết mình không cứu họ mình có tội hay không những đức nói rằng quý vị tùy duyên mà quý vị làm việc những những chuyện đó nếu như quý vị làm những việc mà một con người nó không biết quay đầu thì giống như quý vị bỏ muối vào nước biển nó không có kết quả gì. tất cả những sự việc đó tốt nhất không đụng vào vẫn là tốt nhất đối với việc người cờ bạc hư hỏng mà mình càng giúp họ thì họ càng hư hỏng cái chuyện đó tự làm tự chịu không đụng vô là việc tốt nhất Phải nhớ không đụng vô là việc tốt nhất nên tại sao có những việc này những đức ưa niêu cho công chúng tại vì cho tất cả công chúng ai cũng biết để mọi người khỏi cái dính vào những cái việc làm lạc nhớ nên mình là người tu đạo quý vị nhớ ít việc thì phiền nhà não ít nhiều việc thì phiền não nhiều là do ngay mình thường nghĩ việc này mình phải dính phải làm giữ dính phải làm có nhiều việc con người chúng ta khi không đủ duyên làm trong lòng cũng nặng nề riêng bản thân như đức học phật không có gì vậy những việc nào mình đủ duyên mình làm được mình sẽ làm hết mình còn những việc nào mình không đủ duyên làm được thì mình bỏ qua một bên không có nặng nề dính dáng vào chứ mình không làm được mà mình còn mang một tâm trạng nặng nề vậy thì quý vị sống gì đâu có gì đâu đặc biệt nên mới nói là học Phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau Đừng trách móc, đừng tự tìm phiền não Vì như vậy là chúng tên liên tục Giống như bây giờ mình vừa khổ đau một việc gì Tiếp tục mình để vào tâm mình để quay ra một lần khổ đau là chúng một mũi tên Quay ra một lần khổ đau là chúng một mũi tên Mình giận hờn ai, mình nghĩ đến cái chuyện giận hờn họ là chúng một mũi tên Nghĩ cái việc giận hờn họ là chúng một mũi tên Cứ như vậy mà quay từng quận, từng quận rồi chúng nhiều mũi tên, nhiều mũi tên, nhiều mũi tên nó không có lợi ích gì đâu quý vị à Thật sự không có lợi ích gì hết Nên mỗi một người chúng ta nên nhận thức những sự việc này Khi nhận thức được rồi Thì tức khắc cuộc sống của mình sống vô cùng an vui và tự tại Nên á Những Đức đã từng chia sẻ một pháp gì đó rằng Cuộc đời chúng ta trong ngôi tam bảo Còn sống thì phục vụ tam bảo Vật chất đều phục vụ tam bảo Phục vụ chúng sanh làm việc có lợi ích khi những người hữu duyên còn khi cuộc đời chúng ta không còn ở trong ngôi tam bảo mà chết rồi thì tất cả vật chất của cải này đều là của tam bảo không có một món đồ nào mà người thân của người đó nói rằng đây là đồ của người thân tôi người thân tôi của người thân tôi của người thân tôi quý vị nhớ của tam bảo là của tam bảo không có cái của nào mà nói rằng người thân tôi mà tôi đem về nhà tôi dùng đem về nhà là ăn cắp của tam bảo chỉ có người trong tam bảo là đủ duyên người ta giúp quý vị việc đó quý vị không mang tội ăn cắp còn nếu như lấy cắp của tam bảo thì quý vị nhớ cái câu phật còn khó cứu hơn là tạo tội ngũ nghịch con người mà tham lam không đúng đắn rồi quý vị dù chờ đắc bao la cũng không có đắt dung thăng đâu quý vị không có đắc dung thắng đâu Nó khổ đau cùng cực Nó đi đến cái mức bế tắc và bỏ mạng trong cái cuộc đời này luôn Nên những đức nói rằng Một con người mà không tham Một con người mà chân thật Thì con người này sẽ lập được sự nghiệp Một con người mà tham lam Dù con người này có có thịnh vượng nhất thờ Quý vị cũng không thể nào gần gũi được Vì họ là người tham lam không thật thà Thì con người này là con người Dù chờ đắc bao la cũng không có chỗ dung thăng đâu quý vị một trăm luôn những đức cảm thấy rằng bản thân mình rất yên tâm dù biết rằng mình là kẻ phàm tăng cũng chưa phải là cái gì trọn vẹn nhưng đối với cái việc phật tử là nhiệt tình hết mình đối với cái việc tu hành là nhiệt tình hết mình đối với hướng dẫn niệm phật là nhiệt tình hết mình nên những đức nói rằng tất cả những người bên cạnh những đức những người đi về chùa hữu duyên toàn là những người bạn đồng tu đặc biệt còn nói thắng bằng quyến thuộc không lo tu chuyện này những đức không dính dáng tới nên cả đời của những đức sẽ không bao giờ dính dáng tới cái chuyện đó Nên nói rằng anh tôi, chị tôi hay là người thân tôi đây tôi ví dụ nghe Mà nói rằng tôi khổ khổ gì đó Vì gì, gì đó Phật tử nó nói tôi muốn giúp nó Chuyện này tôi không biết nha tôi, Chuyện này tôi không biết không có dính dáng tới cái tôi mấy cái chuyện này Còn việc gì giữa con người với con người với nhau Cái gì tôi giúp được tôi nói tôi thấy cái đó là đủ duyên Cái đó là tốt Cái đó là tôi thấy người ta có phước có duyên này Tôi là còn tất cả những cái việc nó thăng bằng quyến thuộc của tôi Chuyện này tôi không nói tới Có nghĩa là người đi tu Như những đức là phải làm như vậy Thì cuộc đời mình mới tu được ổn Trong cái cuộc đời này vị nhớ rằng Tất cả những sự mất mát trong cuộc đời này Chưa phải đáng sợ Đáng sợ nhất là sự mất mát Nội tâm của chúng ta bế tắc Nhớ nghe Sự mất mát bế tắc đó là đáng sợ nhất Con người mà có thể té rồi đứng lên được Thì con người này là kẻ dũng Con người té rồi nằm vẹp luôn là người này thua Một con người đã không có phương hướng Mà lao theo không có phương hướng Thì con người này cứ như là Chờ đất bao la không có nơi dung thân, Nên mỗi một con người Chúng ta học Phật Pháp Đức Phật đã nói rằng Quay đầu là bờ Con người chúng ta sống mỗi ngày hướng thiện Làm những gì có ý nghĩa đó là mừng nhất Trong cuộc đời chúng ta sáng nay thứ bảy những đứa qua bên kia học tập uh, ngày thứ bảy như là cộng tu như chủ nhật vậy từ bây giờ cứ như vậy mà làm cả đời có người mình đem tịnh độ này giới thiệu nên mỗi một con người chúng ta học Phật những văn tự người xưa để lại hay lắm nhớ nghe học Phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau đừng chết móc đừng tự tìm phiền não vì như vậy là chúng ta liên tục Quý vị biết rằng khi có trí tuệ thì vì chết móc người ta cũng là vì người ta nên không có gì mình khổ hết sự chết móc người ta không có gì mình khổ hết vì sao vì chết móc họ vì họ dù người trong chùa vì đi đến đây cộng tu vì thấy những đức sắp xếp chúng có khi những đức gầy chúng Trách móc chúng tại sao quý vị sống không có tình người, nghĩa tình người gì hết rồi thêm nữa tại sao mà sống bừa bãi tùy tiện gì rồi ăn uống đem về phòng gì những gì, gì giống như chết móc la gầy nhưng đó là sự nhắc nhở để cải thiện tốt chứ không có gì phải mang trong tâm nặng nề nên có nhiều người hỏi ủa sao con vừa thấy thầy la có thầy khuôn mặt thầy khó chịu ghê mà chút xíu à thầy vừa tiếp phật tử con thấy thầy vui bình thường ngộ thầy như thế này lúc gầy la đó là để sắp xếp việc thì phải làm sao duyên cảnh phù hợp còn lúc mà tiếp con người ta không có dính dáng cái gì thì việc này không có dính dáng gì chứ nó ủa sao thầy làm được gì hay à? Nói, nếu mà không được như vậy thì coi chúng này cái như chỉ có con đường chết cái gì cũng là hiện duyên hiện cảnh mới cho phù hợp chỗ nào ra chỗ này xong rồi buông hết thì quý vị tức khắc tu học rất có trí tuệ rất an lạc nó học hoặc là học trí tuệ xử lý tất cả những vấn đề phiền phức đã qua xong niệm phật cõi lòng thật thanh thản từ bi tỏ rạng khắp thế gian quán thân bình đẳng chung quan hỷ cực lạc là đây chẳng nghĩ bạn quý vị nhớ cái tâm an lạc niệm phật thì quán thăng bình đẳng chung quan hỷ khi quý vị an lạc bị vui vẻ thì quán thân đều quan hỷ nên có người mình muốn giúp cho người ta vui thì bản thân có người mình phải thường vui mình muốn giúp người ta cỡ mở thì bản thân mình thường phải cỡ mở nhớ tất cả những người học Phật chúng ta phải nhớ gặp Phật pháp là gặp một nền giáo dục cực kỳ trí thiệt Chúng ta chỉ cần tiếp nhận được bao nhiêu Thì sẽ lợi ích được bao nhiêu Có cái cô này có bị mất tiền Cô đến cô gặp như đứa cô nói Thầy ơi Con bây giờ suy si sụp tinh thần Tiền bạc mất sạch hết Bây giờ con đau khổ quá Con buồn chán quá thầy ơi Nhưng Đức nói Cô buồn chán Cái thằng ăn trộm nó có trả lại cô không? Cô buồn chán Cái thằng ăn trộm nó, nó có trả cho cô không? Cô là người học Phật Cô không hiểu Cái nhân cái quả sao Sắc ăn xét xét ăn sắc Cô phải suy nghĩ Cảm thương cho thằng ăn chậm như sao Vì thế nào nó cũng gặp sự cố Còn bản thân của cô Nó chỉ mất tiền Nhưng nếu cô mắc luôn cái tâm trạng vui trả nợ của cô thì cô mới là người thật sự mắc mất tiền bạc vật chắc chưa đáng sợ sợ nhất là mất luôn cái tâm mà quay lại chính mình mất đi cái tâm quay lại chính mình mới đáng sợ mang một cái thăng này và chúng ta mỗi một con người đi đến với cái cuộc đời này sanh không mang đến chết không mang đi cái gì là mắt nhớ tạo nghiệp mới là sự mất mát mất ngủ cải chưa đáng sợ tạo nghiệp mới là mất mát vì phải đi đọa lạc khổ đau vô lượng kiếp đời người vô cùng ngắn ngủi vì chúng ta nên thông hiểu tất cả những sự việc gì để đến với chúng ta trong cuộc đời này đi anh em gạt nhau lấy con cái gạt cha mẹ lấy tiền của thủ đoạn thì giật giành nhau tất cả sự việc này nó là phù du ảo ảnh thôi. vì trong cuộc đời này quý vị phải hiểu rằng không có một cái thứ gì trong cuộc đời này chúng ta sẽ cầm theo hết Chỉ có niệm Phật Làm việc thiện, việc tốt Là đây là những việc sẽ mãi mãi đi theo chúng ta Sự mất mát của chúng ta ngày hôm nay vì vật chất Nó chưa đáng sợ Bằng nội tâm chúng ta hoàn toàn suy sụp Nội tâm suy sụp mới là mất tất cả Nên con người dù gặp sự cố gì trong cuộc đời này Chúng ta còn sống Chúng ta còn học Phật Chúng ta niệm Phật là chúng ta có cơ hội Chúng ta có cơ hội nên người xưa nói một câu nhắn mạnh Nghèo cho sạch, rất cho thơm Những đức mong những người bên cạnh những đức phải có tâm này Nghèo cho sạch, rất cho thơm Có người giữ được chữ tính là con người có cơ hội Có đắc dung thăng Có người mắc giữ tính là con người này không bao giờ có đắc dung thăng Nên những anh em, những người tha, sống bên cạnh những đức Toàn là những người chúng ta có cơ hội Để sống cuộc đời vô cùng có ý nghĩa Sống cuộc đời vô cùng có ý nghĩa Những bài chia sẻ này nó cỡ mở tâm tư rất nhiều con người Nếu ai là người bế tắc trong cuộc đời này Hãy nhớ cái câu rằng Hiện tại sự nghiệp bị mắc, của cải bị mắc Như là không còn gì cả Nhưng chúng ta vẫn còn bản thân mình Chúng ta vẫn còn cơ hội Đừng nên nằm vẹp xuống Để chúng ta mắc trắng tất cả Mắc cả chì lắng chài Một con người bị ăn trộm ăn cấp tiền Quý vị đừng bao giờ nặng nề để thằng ăn trộm nó lấy luôn nội tâm quý vị. Nó chỉ lấy cái đồng tiền Một là nhân quả của nó Còn nội tâm của mình Phải luôn luôn duy trì và giữ được Như vậy là người học Phật thật sự có trí tuệ Nhưng bản thân của kẻ phàm phu chúng ta Mắc mắc một sự việc gì quá lớn Cũng phải nặng nề một chút Nhưng mà phải hoàn toàn quá giải liền Đừng nên để nó lấy luôn nội tâm của mình Đây mới là sự mắc mắc thật sự Nên mỗi một con người chúng ta gặp bất cứ sự cố gì Nó đều sanh ra Toàn là Phật Pháp Toàn là nhìn ra vô thường Nên những đức nói rằng mang một cái tâm giác ngộ Thì hoàn toàn trong cuộc đời này đều là giác ngộ Nếu mang một cái tâm mê hoặc Thì tất cả việc tốt làm cũng là mê hoặc điên đạo Nên bao nhiêu con người chúng ta có cổ cải vật chất Chúng ta không làm việc thiện việc tốt Không làm việc ý nghĩa trong cuộc đời Thì khi chúng ta một hơi thở thở ra không hít vào Quý vị cầm gì theo được Quý vị hãy coi cái công đoạn những đứa kém vào cái buổi giảng quyết trí một đời vãng xanh cực lạc quốc những công đoạn gì sụp đất sụp đất ao 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 xuống rồi nhà cửa sụp xuống có người bị chôn thay trong đó để chết bao nhiêu sự nghiệp lớn lao đó bao nhiêu tiền cổ thì biết chưa tiền cổ không có nói đến cái chuyện đồng tiền một hai tỷ mà nó nói đến cái dạng tỷ 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 tỷ, tỷ. phải mất sạch hết nhà cửa cao tầng cao ốc mà sụp đổ tanh bành hết chưa Quý vị coi nhìn đi Coi đi rồi quý vị cũng giác ngộ Cái bài giảng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc đó Có cái hình ảnh Những đức với Cái chỗ đổ nát đó quý vị bấm vô coi đi Nên đem cái đó đi chia sẻ rộng ra Thì coi đi Thì quý vị sẽ nhìn ra Cái vô thường trong cuộc đời này mà Trong kinh Phật đã nói rõ ràng Cảnh giới thành trụ hoại công Thăng sanh già bệnh chết Nếu như con người chúng ta không nghe được Phật Pháp thì đúng là con người chúng ta vô mình Vô mình Nên mình rất là mừng quý vị à Mình mỗi ngày được nghe bọc pháp Được nhắc cái việc tu giải thoát Rất là mừng Những đức nói bây giờ quý vị có sự nghiệp lớn cỡ nào trong cuộc đời này Quý vị mà không nghe bọc pháp Thì việc này không đáng mừng đâu Dù quý vị nghèo đến mức nghèo sớ nghèo sát Nhưng quý vị được nghe bọc pháp đây là đáng mừng Phật nói rằng Phật pháp là của báo vô giá Chứ Phật không có nói sự nghiệp trong cuộc đời này là của báo vô giá nếu là sự nghiệp trong cuộc đời này là của báo vô giá Vì thế tử tất đạt đai Vì sao bỏ hết mà đi tu Nhớ Hiểu được nguyên lý này rồi chúng ta sẽ thông hiểu liền Chúng ta khổ mình là do ngay cái gì Tâm trạng bị vật chất Danh tiếng trong cuộc đời này buộc ra Những anh em xuất gia bên cạnh những đức Những đức thường nhắc Đừng bao giờ dính dáng tới Phật tử Đừng bao giờ cái chuyện nhắn tin điện thoại gì họ phạm phải, phải những việc này thì hết cứu chịu thua mình lo cho ngôi tam bảo ở trong chùa nhiệt tình hết mình đi là đúng còn hai phật tử đi về chùa tu mình đừng bao giờ dính với quý thầy trẻ nhắn tin điện thoại qua lại làm gì mục tiêu mình đi học phật là để nghe pháp để dụng công tu bây giờ quý vị cứ nghĩ đi họ mỗi ngày trong ngôi tam bảo họ làm chút việc nhỏ nhỏ vậy thôi quý vị đến quý vị nghe họ nói chuyện dài câu đường mọc vẻ danh thì bắt đầu là quý vị dính mắt vào họ để tiêu khiển thời gian cho đỡ buồn vậy thì quý vị sống có ý nghĩa gì nữa nên những đức thường nhắc các anh em bên cạnh như đức những đức nói phải làm chỗ này tuyệt đối không có dùng điện thoại cảm ứng cũng không bao giờ lên mạng cái chuyện nhắn tin gọi điện thoại với hàng phật tử cái chuyện này đừng nên làm Thì mấy anh em nhất định tu đạo sẽ rất là đặc biệt Rất là tốt Còn nhắn tin Nhắn tin qua lại với người ta là tiêu Chắc chắn là thất bại liền Nên một người nữ mà đi đến chùa tu học Mà Duyên với quý thầy Rồi điện thoại qua lại nhắn tin Đây là người không đúc đắc Nhớ Đừng có nên gì Từ khi cái việc gì nó lợi ích cho chúng sanh một hai tin nhắn như ví dụ đặt máy hay này kia được còn cái chuyện mà thâu đêm suốt sáng ngồi với nhau để mà nhắn tin qua lại nó 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 nhảm ba lát thì những việc này bị chịu thua vì cũng là đúng là mê hoặc điên đạo từ là gặp người tu như vậy từ người tu gặp phật tử như vậy chịu thua nên cái việc ở trong chùa là những cái cố tâm lo cho việc tâm bảo còn cái việc mà để mà nói rằng là phật tử qua lại điện thoại này kia quý vị có bao giờ thấy không bao giờ thấy những đức điện thoại cho người phật tử nào nên từ nơi đó con người mình được người ta quý trọng thì mình có cơ hội còn nếu như mình tự phá hủy cái nhân viên của mình là mình tự khổ khổ lắm nên cái việc như đức nhắc hoài tôi ở đây như đức nhắc mấy đầu chàng bên kia hoài vì bây giờ chùa chiền ai cũng biết đến quý thầy quý chú hoặc nhiều người ta biết đến rất nhiều quý cô được tránh cái vật chất danh lợi là quý vị sẽ tu tiện tu nên chùa mình không ai có cái gì Những đức lo hết đến vì tiền tu Đây là sự hộ trì vô cùng quan trọng Rất là quan trọng Mỗi ngày sẽ hưởng được sự an lạc bình an Sự hộ trì này quá thù thắng rồi Mà mình còn không biết chăn quý thì thua Nên hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là mỗi ngày được niệm Phật lễ Phật Đây là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta phải nhớ Nên cái câu nãy như Đức đọc đó, Niệm ai với Đạo Phật Tâm vui vẻ hiệu quả trị liệu lớn Tất cả những người bệnh đau ung thư Bệnh đau không có thuốc trị Bác sĩ chạy Chỉ cần chăng thật quay đầu niệm Phật Là hiệu quả trị liệu lớn Tâm quan hỷ biết ơn Vì sao tâm quan hỷ biết ơn Vì thiếu nợ thì trả đi than vang làm gì Tâm vui vẻ biết ơn dinh dưỡng cao Mang một tâm vui vẻ biết ơn Dinh dưỡng cao Thì biết rằng có những cái thứ trong cái cuộc đời này mình không xả được người ta người ta giúp mình xả giùm nhưng mà cái quả báo họ làm không phải họ tự chịu còn bản thân mình buông xuống được mình phải nên những đức chia sẻ Phật pháp thứ gì những đức cũng đều nêu ra rõ ràng hết Điều nhắc nhở rõ ràng hết đều là nhắc trước để mỗi một con người chúng ta có thể tránh được nên tất cả người trong chùa mình ai cũng là người nên sống vui vẻ sống niệm phật an lạc làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời hàng phật tử cũng như vậy lay quay rồi tới lễ viếng bồ tát quán tới âm bữa nay 21 mốt à. Còn không được một tháng nữa là chúng ta tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó quý vị. Chương trình này quý vị nên phát động mạnh lên. Khắp nơi nơi. Bây giờ chuẩn bị đi. Đây là những chương trình tu Phước tu duyên cực kỳ thù thắng. Một chuyến đi này quý vị vô cùng xứng đáng. Từ những Phật tử nước ngoài hay là miền ngoài hay là miền Tây, tất cả các tỉnh thành nên thông báo lên cái chương trình này để làm chi? Để tất cả chúng ta cùng tu phước tu duyên. Dưới trong cuộc đời này Cơ hội tu phước tu duyên là việc thù thắng nhất Tất cả những vị trưởng đoàn Dù đã từng đi đến đây tu hay không từng đi đến đây tu Quý vị nghe qua công đoạn này nhớ Hãy phát động chương trình để cùng tu Xã hội này quá nhiều kiếp nạn rồi Chúng ta chỉ có tu Mới có thể quá giải bớt cái kiếp nạn ngay nhân sinh thôi Vì nhìn Sụp đất ở nước ngoài Động đất Nhà sập quý vị coi Cái khổ đau như vậy Chỉ có tu hành để hồi hướng chúng sanh tâm địa này phước báo lớn rất là lớn chúng ta cùng về đây để lễ bồ tát quán tây âm 18 tháng 2, 19 tháng 2 20 tháng 2, 21 tháng 2 4 ngày Bây giờ là chuẩn bị chuẩn bị Để mà chúng ta cùng tu 4 ngày chia sẻ Phật Pháp 4 ngày lễ Bồ Tát Quán em Đây là một Pháp hội vô cùng thù thắng Hy hữu khó gặp Trong cuộc đời chúng ta Những Đức nói dù quý vị tu Pháp nào Quý vị, quý vị biết chùa nào vì theo thầy nào nhưng cái việc tu hành này chúng ta theo phật bồ tát không có dính dáng cái chuyện theo ông thầy nào hết chứ chúng ta là theo phật bồ tát cùng đến với nhau cùng tu những đức cũng không có kêu vì theo những đức chúng ta là cùng hướng đến phật bồ tát để cùng tu việc này là việc cực kỳ quan trọng nên những vị trưởng đoàn nghe được những điều như đức chia sẻ động viên mỗi ngày để lễ bồ tát quán thế âm bốn ngày năm nay và 4 ngày tháng thứ hai là tại vì năm nay nhưng 2 tháng 2 cơ hội tu là cơ hội nắm bắt cho chắc cơ hội kiếm tiền chưa nắm bắt tại vì hiểu không cần thiết quan trọng cơ hội tu là cơ hội nắm bắt ngày chủ nhật ngày lễ tu là ngày vô cùng quan trọng để nắm bắt Nên mỗi một con người nghe được rồi cố gắng với việc Để đời này chúng ta quyết chí niệm Phật tính nguyện kiên cố Không có chuyện buồn phiền hay bất cứ chuyện gì Mà kéo cái tâm chúng ta lại được Buồn xuống hết đi Chúng ta đều hướng về nhau cùng tu Cùng là bạn đồng hành Cùng là người hướng thiện Để cùng tu Mục tiêu là hỗ trợ nhau Những người hữu duyên gì nè Cùng tu gì nè Còn những người không có tâm tu Hoặc là có duyên tu Mà đã đi không ở đây nữa Cho qua à. Những người cùng tu cùng hướng với nhau cùng giúp nhau nhiệt tình đau lưng giúp nhau tu đến đời này nhất định chúng ta phải hẹn gặp nhau ở tây phương cực lạc Chúc quý vị luôn luôn an lạc anh chỉ đàm phật ngồi đêm công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ